Hiện tại thì đang có mặt tại cái vườn dâu giống với diện tích hơn 1 hecta, xa tít một tắp luôn, chỉ trồng một cây giống dâu tây Hana Tochitome. Hiện tại thì cây giống đã được 1 tháng tuổi, đây là cây bé này nhé, còn cây lớn hơn thì là thế này. Sẵn sàng để xuất đi rồi. Lá lớn, xanh ngắt, sạch bệnh. Rễ thì phát triển mạnh luôn. À, cây này cực bự luôn, sẵn sàng để ra vườn trồng rồi. Wow, mật độ kinh khủng luôn nhá. Đúng là không có cái giống gì đẻ như dâu. Tất cả cây này đều là cây con của cây mô, cây bố mẹ đây này. Đấy, mọi người nhìn thấy cây bố mẹ dưới đất không? Đó. Còn đây là những cây con của nó, xung quanh là cây con. Cả một vườn hơn 1 hecta. Cây tít xa đặc biệt. Mùa trồng dâu thì nó sẽ bắt đầu từ tháng 9, kéo dài tháng 11. Nếu bạn nào trồng sớm thì có thể thời điểm này nó bắt đầu đặt giống dâu tây rồi. Trời, à, vườn này thì mình làm giống trên bồ đất có chấu ở nhà nhé. Khi mà bạn mua hàng ấy thì bên mình sẽ đóng gói bán tại vườn. Bạn có thể mang sọt đến hoặc là mình sẽ đóng gói vào thùng cắt tông. Ô tô bạn đến trả tại vườn hoặc là mình sẽ gửi qua đường xe khách, xe tải cho bạn. Cước thì các bạn trả. Cước thì các bạn sẽ thanh toán với nhà xe. Wow. Mà gì nữa? Thả hồi. Ok, hướng dẫn mua hàng cũng như là cách đặt hàng và số điện thoại thì mình sẽ để ở bên dưới video này, các bạn tham khảo bên dưới nhé.